Hello, Mỹ Motor em xin chào đến tất cả mọi người nha. Hôm nay thì cũng tiếp tục cập nhật giá xe cho các bạn anh chị mình nè. Đây sẽ gặp em nhân viên cửa hàng. Chào em. Dạ, em chào anh ạ. Em có thể giới thiệu em là tên gì không để các bạn mình có thể dễ biết xưng hô ha? Dạ, em tên là Băng Nhi, em làm việc ở cửa hàng xe máy Hiếu Thành Phát. Địa chỉ của cửa hàng em là 179 Thủ Khoa Hưng, khu phố Bình Thuận 2, Thuận Giao, Thuận An, Bình Dương anh. Rồi. Mình đang cần hỗ trợ dòng xe nào để em tư vấn cho anh nha? Thì hôm nay anh thấy là những dòng như là Sachia nè, Sonic nè, có mấy cái màu mới quá. Hôm nay thì với Vario luôn chứ, có cả Vario luôn, màu rất là nhiều nè. Dạ. Thì cho anh hỏi trước là con Sonic này trước đi em, màu gạch son nè. Dạ, cái con này là màu bên em độ lại anh. Thì bên em cái màu này thì bên em đang có giá là 52 triệu, chưa bao gồm chi phí lăn bánh á. À vậy ha. Dạ. Còn về phí biển số lăn bánh thì các bạn mình có nhu cầu mua thì cứ liên hệ ngay cho Băng Nhi nha, số điện thoại trên màn hình. Thì các bạn mình nếu mà có mua, có đến cửa hàng mình mua thì liên hệ với em trước thì em có hỗ trợ gì không? Dạ có, em sẽ hỗ trợ cái chi phí xăng xe cho mình anh từ 500 ngàn đến 1 triệu nếu mà mình đặt lịch gọi trước cho em nha, để mình rồi mới được mấy cái ưu đãi này nha anh. Ok em luôn. Xe này thì bên em có bán trả góp nữa, không biết là mình định mua trả góp hay là tiền mặt nha anh? Trả góp, nếu mà trả góp thì có bạn hỏi là em giờ chưa, em muốn mua xe quá trời luôn mà em không có đủ tiền để mua, em muốn mua trả góp mà cái hình thức mà em không cần trả trước á, cửa hàng mình có đáp ứng được không em? Không, trả trước cũng có anh, nhưng mà cái đó mình sẽ áp dụng cho xe dưới 20 triệu ha, nhưng mà cái xe này mình trả trước có tầm khoảng 7 triệu là mình lấy xe về được rồi. À, có thể các bạn mình thiếu lại cửa hàng khi nào có bị biển số mình trả sao được không em? Được luôn anh. À vậy được ha. Dạ đúng rồi. Ok luôn các bạn ơi. Dạ. Rồi em báo cho anh là giá Sachia luôn đi. Sachia em Sachia. Em nhìn thấy có cái màu nào đẹp đẹp anh báo giá cho anh cái. Sachia thì em thấy cái màu này nè. Cái này Sonic. Cái màu này thì em thấy bên em á bán rất là chạy á. Với lại nó nhẹ nhàng nhưng mà mình chạy hoài nó không có bị lỗi thời cái màu này anh. Thì rồi, màu này là màu đổ bên em đó, nó có giá là 53 triệu, chưa bao gồm chi phí lăn bánh anh. Cái màu này kêu bằng màu gì em? Dạ màu đổ, màu sơn 3D anh. À còn cái màu sơn nè, cái màu sơn này là màu xanh xi măng hả? Dạ đúng rồi, màu xanh xi măng nhưng mà ở trên cà vẹt nó sẽ là xanh đen nha anh. Xanh đen. Dạ đúng rồi. Rồi. Giá em báo là đã chưa có bao gồm mà phí cái biển số lăn bánh đúng không? Dạ đúng rồi, phí biển số thì anh liên hệ với em để em báo cho mình ha, cho nó sẽ chính xác hơn, tại vì phí biển số nó sẽ tùy huyện tỉnh của mình ở đâu nữa, nó sẽ khác nhau anh. À vậy. Dạ. Rồi ok, các bạn có quan tâm thì liên hệ ngay cho băng Nhi anh. Băng Nhi. Băng Nhi ạ. À bạn mới lên sóng đầu tiên thì mình chưa có gành cái tên, yeah, chưa quen được cái tên. Anh chị các bạn mình thông cảm nha, có số điện thoại chi tiết trên màn hình luôn nè. Yeah. Qua đây thì có mấy cái màu này, tất cả màu này thì giá cả có trên lệch không em? À, dạ màu sơn thì ví dụ như là Sachia thì nó sẽ là đồng giá hết nha, màu sơn là bằng giá nhau hết nha. Sonic cũng vậy, nhưng mà màu sơn sẽ bằng giá nhau hết á. Cái này thì ở trên xe bên em đang có độ một số đồ chơi ở trên xe nè anh. À vậy hả? Dạ đúng rồi. Cái này ví dụ như là cái bao tay nè, mình chạy đường xa thì nó sẽ êm cái tay hơn nè, nó không có bị đau cái tay á. Cái này có cái tay thắng nè anh. Rồi. Cái này mình có thể gắn lên để cho nó đẹp cái xe hơn nè. À, dạ, ở đây bên em đang có cái màu mới nè, màu Sachia cá mập anh. Bên em có cái màu mới này, trên đây thì nó có độ sẵn nè. Ốc titan nữa nè anh, mấy cái con ốc này gắn lên để cho cái xe mình nó nổi bật hơn á. Thì ở trên đây em có gắn một số phụ kiện nè, cũng có cái tay thắng với lại ba ga nè. Rồi, hiện tại em này là giá nhiêu em? Dạ, cái con này là nếu mà em báo giá là báo giá màu xe thôi nha, là 53 triệu là chưa bao gồm chi phí lăn bánh anh. Cái này là Sachia tư nhân. Là em báo cả là màu sơn 3D luôn đúng không? Dạ, màu sơn 3D em báo giá xe thôi nha. Còn mấy cái phụ kiện này ví dụ như mình có nhu cầu gắn thì em sẽ tính thêm cho mình ha. Rồi. Ở trong đây là cũng màu 3D luôn ha. Dạ đúng rồi anh, màu 3D luôn á. Ồ, màu rất là xinh nha. Dạ, à, hồng nè, nhẹ nhàng trắng hồng. Hồng trắng rồi có đen luôn. Trắng hồng đen. Rồi ok em. Dạ. Quá, ở đây bên đây em thấy cái màu này cũng cực đẹp nữa nè. Dạ, cái màu tím này em thấy mấy nay mấy anh hay đi truy lùng á anh. Cái màu này em thấy không ra anh nào cũng thích cái màu tím hết trơn á. Màu này chắc là dễ chạy với lại nó lâu xuống á. Đây là tem này là sơn hết á, sơn hết luôn. Sơn rồi. Này. Em này giá cũng vậy hả em? Dạ giá cũng là 53 triệu luôn anh, chưa bao gồm chi phí lăn bánh. À dạ, anh ơi sẵn đây á, em giới thiệu thêm cho anh một số cái dòng xe tay ga bên em á, là Vario 150, 125 bên em á. Hiện tại các màu bên em là đang bán rất là chạy và hot á, anh đi theo em. Rồi ok em. Tư vấn cho anh thêm nha. Dạ. À, đây là
Ok. Dạ. Bên em thì hiện tại á, cái con xe này là Valeo 150 trắng cam anh. Cái này là cái mặt nạ này bên em độ luôn ha. Giá của em nó thì em báo giá xe, màu xe trước đi ha. Là nó có giá là 52 triệu anh, chưa bao gồm chi phí biển số á. Là phân khối 150 á em? Dạ 150 anh. Ừ, còn 125 thì hiện tại cửa hàng mình bao nhiêu? 125 thì giá bên em là 38 triệu 500 cho đến 40 triệu tùy màu anh. Nếu mà mình thích màu gì thì em sẽ báo giá màu đó cho anh nha. Bên còn... em cũng hỗ trợ trả góp, ví dụ như cái con này nè. Ví dụ như mình trả góp, mình trả trước tầm 6 triệu là mình sẽ lấy xe về nha. Thủ tục thì cũng rất là đơn giản anh, chỉ cần chứng minh nhân dân, hộ khẩu bằng lái hoặc là cái căn cước nhân dân mình có chip á, là mình không cần phải giấy tờ khác nữa là được rồi. Giá đó đảm bảo đã bao giờ đã có cái màu sơn 3D chưa? À em báo giá màu sơn rồi đó anh. Chưa, màu chưa. Sơn luôn. Dạ. À, còn màu riêng đó là bao nhiêu em? À, màu riêng của nó sẽ là tùy màu ha, tầm khoảng 48 triệu 500 chưa bao gồm chi phí năm. Rồi. Dạ. Còn 125 này có giá thấp hơn? Dạ đúng rồi, anh nó sẽ thấp hơn. Ba mấy? À, 38 triệu 500 cho tới 40 triệu anh. Rồi, ok. Đây thì có rất là nhiều màu nè anh chị các bạn, mình đến đây cứ tha hồ lựa ha. Trước khi đến cửa hàng xem xe thì mình cứ liên hệ trước trên số điện thoại màn hình nè, để gặp em Băng Băng Di vậy? Băng Di. Dạ. Băng Di để có thể tư vấn với bạn mình như là giá ưu đãi nè và hỗ trợ đi lại cho anh chị các bạn mình từ 500 đến 1 triệu đúng không em? Dạ đúng rồi, chi phí xe đi lại anh. Ok luôn. Dạ. Ngoài ra thì như là cửa hàng mình góp thì mình cần những giấy tờ gì em có thể nhắc lại không? Dạ chỉ cần là chứng minh nhân dân, mình lái xe hoặc là sổ hộ khẩu anh, mình có thể là có cà vẹt xe cũ mà chính chủ nè, hoặc là giấy kết hôn anh thì mình có thể làm trả góp, hoặc là bây giờ là mình có cái căn cước nhân dân mà có chip anh thì mình sẽ không cần phải mang theo những cái giấy tờ khác nữa. Rồi, dạ. Nói chung tóm lại là có chứng minh hoặc là giấy căn cước dạ, là có rồi. Thể lên hồ sơ góp được rồi. Dạ đúng rồi anh. Đó. Cái này thì 18 tuổi là mình trả góp xe được rồi nha anh. Có nhiều bạn hỏi em 18 tuổi là mình có góp xe được chưa. Bây giờ mình cứ 18 tuổi đủ tháng là sẽ góp được xe nha anh. Rồi, cảm ơn em. Dạ. Xin chào mọi người nha. Hẹn mọi người vào những cái video tiếp theo của Băng Di nha.